Cô thân ái chào mừng tất cả các em đến với khóa học tiếng Việt lớp 3 của trang web olm.vn Các em thân mến, trong cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta, chúng mình có thể có rất nhiều những hoạt động ngoài những công việc cá nhân như ngủ, nghỉ ngơi, vệ sinh. Chúng ta còn rất rất nhiều những hoạt động cùng mọi người xung quanh, ví dụ như ăn cơm cùng gia đình, học tập cùng bạn bè, thầy cô, chăm sóc người thân, phụ giúp người thân, vân vân, đúng không nào? Để khởi động cho tiết học hôm nay và dần dần nắm được chủ đề của bài học này, các bạn hãy cùng với cô đến với một yêu cầu nhỏ sau đây nhé. Trao đổi với bạn về việc làm của các bạn nhỏ trong mỗi bức tranh dưới đây. Trước hết, các em hãy giúp cô gọi tên việc làm của các bạn nhỏ trong mỗi bức tranh nào. Ở bức tranh thứ nhất, bạn nhỏ điệu em hai bắp. Ở bức tranh thứ hai, bạn nhỏ kéo lưới cùng mẹ. Ở bức tranh thứ ba, bạn nhỏ sắp xếp giá sách cùng bố. Như vậy, thông qua những bức tranh, chúng ta thấy được công việc hàng ngày của bạn nhỏ đúng không nào? vậy những bạn nhỏ trong bài lớp học cuối đông thì sao những bạn ấy đã chia sẻ những công việc nào của mình cho thầy giáo và bạn bè cùng nghe hãy cùng cô tìm hiểu nhé chào mừng các bạn đến với bài học lớp học cuối đông phần đầu tiên trong bài học này đó là khám phá và luyện tập trước hết chúng mình sẽ cùng nhau đến với nội dung đọc trong bài đọc ngày hôm nay chúng ta sẽ chú ý vào những từ khó đọc như rét rũ xám xịt quay quần xúa sưởi sặc sỡ khéo léo rộn ràng các bạn cùng quan sát vào bài đọc có thể dừng video lại ít phút để cùng đọc lại nhé Đối với bài tập đọc này, chúng ta cũng sẽ sử dụng giọng điệu chậm rãi, nhấn mạnh vào những hoạt động của các bạn nhỏ khi chia sẻ cùng bạn bè và thầy giáo. Bây giờ, chúng mình sẽ cùng với cô đọc qua bài tập đọc hôm nay nào. Bài tập đọc: Lớp học cuối đông. Bây giờ đã là cuối mùa đông hôm nay trời rét thêm mặt đất cứng lại cây cối rũ lá úa vàng đá xám xịt phả thêm hơi lạnh mấy bạn nhỏ vẫn rủ nhau đến lớp những ngón tay nho nhỏ đỏ lên vì lạnh thầy giáo và các bạn quay quần bên đống lửa tiếng nói dì dạch ban đầu to dần lên theo ngọn lửa các bạn kể cho thầy giáo nghe về cuộc sống của mình. Đêm qua, con bò nhà bạn súa đẻ một con bê mập mạp. Bạn thức suốt đêm đốt lửa cho mẹ con chúng sưởi. Bạn mua thì kể về đám cưới của chị gái, về bộ váy áo đẹp nhất, sặc sỡ nhất mà bạn nhìn thấy. Bạn chơ kể về cái hàng rào đá mà bố con bạn đang xếp dở. Cái hàng rào đá được xếp bằng những hòn đá xanh bằng sự khéo léo cần cù của những bàn tay yêu lao động. Tiếng mông lẫn tiếng kinh làm cho căn phòng nhỏ thêm rộn ràng. Theo lục mạnh cương trong bài đọc ngày hôm nay cô trò chúng mình cần phải lưu ý về những từ khó như sau đầu tiên là từ rũ rũ ở đây có thể được hiểu là khô héo và không còn sức sống đến nỗi bị lả xuống thứ hai là từ sặc sỡ sặc sỡ nghĩa là nhiều màu sắc sáng chói xen lạnh nhau thứ ba là từ khéo léo nghĩa là tỏ ra khéo trong cách làm hoặc cách đối xử thứ tư là từ rộn ràng nghĩa là có cái vui dậy lên từ nhiều phía nhiều hướng do có nhiều tác động cùng một lúc của nhiều loại âm thanh và màu sắc khác nhau các bạn thân mến để ôn tập lại nghĩa của những từ trên. Chúng ta sẽ cùng với nhau thực hiện bài tập sau đây nhé. Rất chính xác, các bạn học sinh của cô đã nhớ nội dung bài học rất tốt. Kế đến, các bạn sẽ cùng với cô thực hiện việc chia bố cục cho bài đọc. Dựa vào phần thể hiện cũng như là nội dung của bài đọc. Chúng mình có thể chia bài đọc hôm nay thành 3 phần. Phần thứ nhất, từ đầu cho đến phải thêm hơi lạnh. Phần thứ hai, từ mấy bạn nhỏ cho đến yêu lao động. Phần thứ ba là phần còn lại. Các bạn đã quan sát kỹ chưa? Bây giờ hãy đọc lại bài đọc ngày hôm nay và giúp cô tìm ra những nội dung chính của các phần trên nhé một câu hỏi vô cùng đơn giản đúng không nào phần đầu tiên từ đầu cho đến phả thêm hơi lạnh nói về khung cảnh ngày cuối đông phần thứ hai từ mấy bạn nhỏ cho đến yêu lao động đây là những chia sẻ của các bạn nhỏ với bạn bè của mình và thầy giáo phần thứ ba là phần còn lại ở phần còn lại này cho chúng ta thấy được không khí của lớp học các em thân mến trong video ngày hôm nay cô trò chúng mình đã cùng nhau khởi động nắm được chủ đề của bài đọc đọc qua bài đọc hiểu được cách đọc bài đọc sao cho thật thú vị và hấp dẫn bên cạnh đó tìm hiểu nghĩa của những từ khó và phân chia được bố cục của bài tập đọc trong video tiếp theo cô trò chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết bài đọc này nhé còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn